Năm thứ 15, dưới triều hoàng đế Tiberio, thời Phong Siêu Philato làm tổng trấn miền Jude, Herode làm tiểu vương miền Galilee, người Anh là Philippe làm tiểu vương miền Iture và Trachonit, Lysania làm tiểu vương miền Abilene, Khanan và Caipha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Zacharia là ông Gioan trong hoang điện. Ông liền đi khắp vùng ven sông Jordan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đám đông lũ lượt kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa. Ông nói với họ: nồi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy xin những hoa quả xứng với lòng sám hối, và đừng vội nghĩ bụng rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Đám đông hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì đây? Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông: còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình. Hồi đó dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Messia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lắm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Còn tiểu vương Herode thì bị ông Gioan khiển trách vì đã lấy bà Herodia là vợ của người Anh. Và vì tất cả các tội ác tiểu vương đã phạm, ngoài ra tiểu vương còn phạm thêm tội này là bỏ tù ông Gioan. Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra. Và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu, lại có tiếng từ trời phán rằng: con là con của cha. Ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Khi Đức Giêsu khởi sự rao giảng, người trạc 30 tuổi, thiên hạ vẫn coi người là con ông Giuse. Giuse là con Eli, Eli con Mattat, Mattat con Levi, Levi con Manki, Manki con Janai, Janai con Joseph, Joseph con Matitja, Matitja con Amos, Amos con Nahum, Nahum con Khetli, Khetli con Nagai, Nagai con Machat,
mà khát con Matitra. Matitra con Simi. Simi con Joseph. Joseph con Joda. Joda con Johanan. Johanan con Resa. Resa con Zerubbabel. Zerubbabel con Santien. Santien con Neri. Neri con Manki. Manki con Adi. Adi con Kosam. Kosam con Enmerdam. Enmerdam con E. E con Jesu. Jesu con Eliezer. Eliezer con Jorim. Jorim con Mattat. Mattat con Levi. Levi con Simeon. Simeon con Juda. Juda con Joseph. Joseph con Jonam. Jonam con Enjakim. Enjakim con Maria. Maria con Mina. Mina con Mattata. Mattata con Nathan. Nathan con David. David con Jesse. Jesse con Ovid. Ovid con Boaz. Boaz con Salmon. Salmon con Nachson. Nachson con Aminadab. Aminadab con Admin. Admin con Agni. Agni con Chetron. Chetron con Peret. Peret con Judah. Judah con Jacob. Jacob con Isaac. Isaac con Abraham. Abraham con Terak. Terak con Nachor. Nachor con Serub. Serub con Reu. Reu con Peleg. Peleg con Eve. Eve con Selak. Selak con Kenan. Kenan con Akpaksat. Akpaksat con Sem. Sem con Noe. Noe con Lamek. Lamek con Methuselah. Methuselah con Hanok. Hanok con Jared. Jared con Mahalanen. Mahalanen con Kenan. Kenan con Enoch. Enoch con Seth. Seth con Adam. Và Adam là con Thiên Chúa.